Từ ngày 1 tháng 12, Petrolimex Hà Nội đã thí điểm tại cửa hàng xăng dầu số 60 Xuân Thủy Cầu Giấy và cửa hàng xăng số 01 đường Trần Quang Khải Hoàn Kiếm, hình thức mua nhiên liệu hoàn toàn mới, mua xăng dầu tự phục vụ. Mục đích của hình thức mới này là nhằm giúp khách hàng cảm thấy an tâm hơn khi đổ xăng và giúp người dân làm quen với hình thức xăng dầu tự động đã rất phổ biến ở nước ngoài từ lâu. Sau 3 ngày thử nghiệm, đã có một số phản ứng tích cực từ khách hàng. Vì hình thức mới nên để khách hàng làm quen với các quy trình, cửa hàng xăng dầu đã bố trí nhân viên đứng hướng dẫn khách hàng. Ở giai đoạn đầu, hình thức mua nhiên liệu này chỉ dành cho khách hàng sử dụng ô tô. Thấy là cảm thấy là cũng có một cái sự khác biệt, khác lạ, và cảm thấy mình tự phục vụ, tự đổ xăng như này thì mình thấy là yên tâm, không bị một cái cảm giác là dễ bị ăn gian, yên tâm hơn. Thực ra thì chắc là các cửa hàng này khi mà triển khai cái hệ thống bán xăng như này thì mình cũng tin tưởng là cửa hàng chắc là cũng phải thực hiện đầy đủ những cái quy định hoặc là đầu tư những cái cơ sở vật chất để làm sao đảm bảo cho người tiêu dùng.